Chiều 17 tháng 7, Công an thành phố Hội An tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Trong 6 tháng qua, Công an thành phố đã tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Điều tra làm rõ 39 trên 50 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ 78%. Công an thành phố cũng đã khởi tố điều tra 6 vụ, 12 bị can phạm tội về ma túy. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, tập trung là thực hiện hiệu quả đề án 06. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được quan tâm thực hiện quyết liệt. Dịp này, Công an thành phố Hội An trao quyết định của Bộ Công an công nhận Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đối với Công an phường Cẩm Phô.